Vừa qua, Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Bảo Ngọc Sài Gòn tổ chức chương trình Giao thương Việt Nam và Quốc tế, thu hút đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu các sản phẩm phục vụ thị trường Tết 2023. Theo ghi nhận, thị trường năm nay tập trung vào các loại thực phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe, có nguồn gốc tự nhiên, được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại hoặc thủ công 100%. Trong chương trình đã diễn ra phần tọa đàm xu hướng thị trường Tết 2023 và cơ hội giao thương quốc tế, mang lại nhiều kiến thức bổ ích dành cho doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hàng hóa cũng như cách tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua những cái ý kiến của các chuyên gia, các cái người của trong cơ quan nhà nước và của những cái doanh nghiệp, ban tổ chức hy vọng sẽ là một cái cầu nối về giao thương đáp ứng một cái thị trường quốc tế với những cái đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn. Đối với tất cả các doanh nghiệp thì việc phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng là việc vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sự sống còn của cả doanh nghiệp. Chính vì vậy, sự kết nối giữa doanh nghiệp đến các hệ thống phân phối như nhà hàng, chợ, tạp hóa, siêu thị, cửa hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bằng việc kết nối nhà cung cấp và đơn vị phân phối nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất, thì hiện tại ban tổ chức cũng đang là một đơn vị tổng phân phối ở thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã nỗ lực hết mình nhằm mang lại giá trị cao nhất và kết nối thành công các chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm, bao gồm công bố nhà phân phối sản phẩm Yến Sào Canes Gold Khánh Hòa, công bố đại lý Yến Sào Gold Khánh Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định, công bố kết nối thành công cung cấp các loại thịt đông lạnh, thực phẩm chay, cùng các lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa các nhà sản xuất và nhà phân phối. Chương trình này đã đem lại những kết quả rất khả quan. Ở cuối chương trình chúng ta đã có lễ công bố những sự kết nối thành công giữa doanh nghiệp và nhà phân phối. Điều đó thể hiện những lợi ích rất là thiết thực từ chương trình. Theo kế hoạch, thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục tiến hành các chương trình xúc tiến giao thương giữa các tỉnh thành và thành phố Hồ Chí Minh.